trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Lại có hai cheerleader bị bắn ở Texas bởi vì đã mở cửa nhầm xe. Giới hữu trách của thủ đô Texas là thành phố Austin vào ngày thứ ba 18 tháng 4 đã bắt giữ một thanh niên 25 tuổi bị tình nghi bắn vào hai nữ cheerleader ở tuổi thiếu niên chỉ vì họ mở nhầm cửa xe một trong hai cô gái đã nhầm chiếc xe ở trong bãi đậu xe tại một khu chợ là xe của cô ta cho nên đã mở cửa xe pedro T telo rodriguez đã bước ra khỏi chiếc xe này và không thèm nghe lời xin lỗi của hai cô gái mà lại rút súng bắn loạn xạ vào cả hai khi giới công lực đến hiện trường họ đưa một cô gái bị thương nặng đến bệnh viện bằng trực thăng cô gái còn lại không bị thương nặng nên chỉ sơ cứu nhân viên của khu chợ đã chứng kiến vụ án nói trên và đã cung cấp hình ảnh qua camera an ninh cho giới hữu trách theo đó, nhân viên công lực đã dò ra được địa chỉ nhà của Pedro và đã bắt giữ được nghi phạm ngay tại đây khi hắn vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ lúc hắn gây án. Đây là vụ án thứ ba trong thời gian ngắn ở tại Hoa Kỳ có liên quan đến vụ thanh thiếu niên bị bắn vì đã nhầm lẫn nhà hay là xe. Hai vụ trước, một thiếu niên 16 tuổi bị bắn trọng thương vì đã gõ cửa nhầm nhà. Còn một cô gái 20 tuổi bị bắn chết chỉ vì lùi xe vào trong sân nhà của một người không quen biết. Fox News đạt thỏa thuận dàn xếp tránh vụ kiện 1,6 tỷ Mỹ Kim. Kênh truyền hình Fox News ngày 18 tháng 4 đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp, qua đó tránh được phiên tòa xét xử cáo buộc phỉ bán và đòi bồi thường lên tới 1,6 tỷ Mỹ Kim của công ty thiết bị kiểm phiếu Dominion. Thẩm phán Eric Davis đã thông báo thỏa thuận này phút chót sau khi bồi thẩm đoàn gồm 12 người được lựa chọn và tòa án đã sẵn sàng tiến hành phiên tố tụng. Thỏa thuận gian xếp này đồng nghĩa ông chủ của Fox News là Rupert Murdoch và những người dẫn chương trình nổi tiếng như Tucker Carlson và Sean Hannity sẽ tránh được việc phải xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng. Thỏa thuận gian xếp này cũng đã được luật sư hai bên xác nhận với giá trị lên tới 787,5 triệu Mỹ Kim. Trước đó, Dominion đã cáo buộc Fox News phát sóng những thông tin cho rằng các máy kiểm phiếu của Dominion ở thành phố Denver đã được dùng để thao túng kết quả bầu cử có lợi cho ứng cử viên Joe Biden trước Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Donald Trump, trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2020. Theo cáo buộc của Dominion, Fox News đã phát sóng những tin giả này, dù biết chúng không phải là sự thật. Một bãi đậu xe ở New York đã bị sập khiến cho nhiều người bị thương vong. Một bãi đậu xe cao tầng ở ngay khu tài chính của quận Manhattan ở thành phố New York đã bất ngờ bị đổ sập vào ngày 18 tháng 4, khiến cho nhiều xe hơi và sàn bê tông đè lên nhau. Theo hãng tin Reuters và AP, ít nhất là một nhân viên của bãi xe đã bị tử nạn và 5 người khác đã bị thương. Các nhân chứng ở quanh hiện trường cho biết họ nghe thấy tiếng ầm ầm đáng sợ và sau đó là tiếng la hét. Nhiều người từ phía bãi đậu xe nằm ở trên phố An đã kịp chạy thoát thân. Trong một bức ảnh được văn phòng của thị trường Eric Adams đăng tải, một chiếc xe đã rơi xuống ngay ở giữa lối và bãi đậu xe. Các hình ảnh khác cho thấy nhiều xe hơi và các mảng bê tông đè lên nhau như là một chiếc bánh khếp. Một người phụ trách của tòa nhà cho biết là cấu trúc đã bị vỡ vụn hoàn toàn và đổ sập đến tận tầng hầm. Giới hữu trách tin rằng họ đã kiểm tra và tìm được toàn bộ người trong tòa nhà, nhưng vẫn duy trì cuộc tìm kiếm trong tối ngày 18 tháng 4 để bảo đảm là không còn sót ai trong những chiếc xe bị đè bẹp. Cuộc tìm kiếm và giải cứu được một nhân viên nhà để xe thông qua mái nhà bên cạnh. Người này may mắn còn tỉnh táo nhưng mắc kẹt ở trên tầng cao trong khi lối xuống đã bị sập. Tổng thống Biden và phu nhân công bố thu nhập Tổng thống Joe Biden và phu nhân hôm 19 tháng 4 đã công bố tờ khai thuế liên bang, trong đó họ kiếm được gần 580.000 Mỹ Kim vào năm ngoái, trả mức thuế liên bang là 23,8%. Gia đình ông Biden báo cáo tổng thu nhập gộp điều chỉnh Adjusted Gross Income dựa trên luật liên bang năm 2020 là 579.514 Mỹ Kim và nộp 137.658 Mỹ Kim tiền thuế thu nhập liên bang. Năm 2021, thu nhập của vợ chồng tổng thống là 610.702 Mỹ Kim. Reuters đưa tin, ông Biden hiện nhận mức lương 400.000 Mỹ Kim với tư cách tổng thống Mỹ. Bà Jill Biden kiếm được 82.335 Mỹ Kim từ công việc giảng dạy tại trường cao đẳng cộng đồng North Virginia. Tờ khai thuế cho biết phần thu nhập còn lại của vợ chồng tổng thống đến từ tiền lãi đầu tư, lương hưu, niên kim, tài khoản hưu trí và an sinh xã hội, cũng như từ công ty thu tiền bản quyền sách gia đình ông Biden quyên góp khoảng 3,5% thu nhập, tương đương 20.180 Mỹ kim cho 20 tổ chức từ thiện, trong đó có một tổ chức liên kết với các nghiệp đoàn cảnh sát Mỹ. Vợ chồng tổng thống tiết lộ thông tin này ngay trước hạn chót hầu hết người Mỹ phải nộp tờ khai thuế vào nửa đêm 18 tháng 4. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng Doug Emhoff báo cáo tổng thu nhập gộp điều chỉnh liên bang là 456.918 Mỹ kim và trả 93.570 Mỹ kim tiền thuế. Họ đóng góp khoảng 5% thu nhập, tương đương 23.000 Mỹ kim cho các tổ chức từ thiện. Theo Reuters, người tiền nhiệm của ông Biden là ông Donald Trump từng phá vỡ truyền thống công khai tờ khai thuế liên bang của các tổng thống Mỹ khi ông nói mình không thể làm vậy giữa lúc sở thuế vụ Mỹ đang kiểm toán. Dẫu vậy, cơ quan này nói cựu tổng thống được tự do công bố với công chúng. Những người biểu tình kêu gọi kiểm soát sử dụng súng đạn, mang theo những chiếc quan tài nhưng bị ngăn cản khi họ bước vào tòa nhà quốc hội của Tennessee vào ngày 19 tháng 4. Dân biểu tiểu bang là Justin Jones, người vừa mới được phục chức sau khi phía Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện Tennessee đã trục xuất cách đây vài tuần, người này đã ôm một chiếc quan tài cỡ trẻ sơ sinh rồi bước vào tòa nhà quốc hội của tiểu bang. Những người biểu tình do giám mục William Barber đệ nhị dẫn đầu đã tuần hành ở Nashville từ hôm thứ Hai, yêu cầu các nhà lập pháp thông qua luật an toàn súng đạn và ngừng sử dụng quyền hạn của họ để trả đạp lên nền dân chủ. Những người biểu tình mang theo một số quan tài tượng trưng cho những người đã chết vì bạo lực súng đạn. Vụ bắn chết 6 người. Các học sinh đều là 9 tuổi tại một trường tư thục ở Nashville vào tháng trước đã khơi mào cho làn sóng kêu gọi thay đổi luật súng đạn của tiểu bang, bao gồm có lệnh cấm vũ khí tấn công, kiểm tra lý lịch chặt chẽ hơn và áp dụng luật cờ đỏ báo động. Ngày chính thống đốc Bill Lee, một người của Đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng thúc giục các nhà lập pháp thông qua luật cấm bán súng cho những người có thể gây hại cho bản thân hoặc là người khác. Tuy nhiên, đa số dân cử thuộc về Đảng Cộng Hòa vẫn còn tiếp tục từ chối tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng khoảng 30% trong 3 năm qua. Theo báo cáo do tổ chức phi chính phủ Oxfam công bố mới đây, số tỷ phú tại Mỹ ngày càng nhiều và giá trị tài sản của họ tăng khoảng 30% kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID và tăng gần 90% trong thập niên qua. Dựa trên dữ liệu của Forbes, báo cáo nêu rõ tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng khoảng 30%, hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim theo giá trị thực, so với thời điểm dịch bệnh COVID bắt đầu bùng phát năm 2020 và tăng 86% so với năm 2013. Oxfam lưu ý rằng Mỹ hiện có hơn 700 tỷ phú, nhiều hơn gần 60% so với cách đây một thập niên. Trong khi đó, khoảng 30% lực lượng lao động Mỹ kiếm được chưa đến 15 Mỹ Kim một giờ. Các số liệu này cho thấy khoảng cách thu nhập tại Mỹ. Theo đó, Oxfam kêu gọi đánh thuế tài sản và thu nhập của những người giàu nhất nhằm giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở nước này. Tháng giêng năm ngoái, Oxfam cũng đã công bố báo cáo cho biết giá trị tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Theo đó, tài sản của 1% người giàu nhất cao hơn 74 lần so với 50% người nghèo nhất. Ngoài ra, các tỷ phú ngày càng giàu hơn trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt do đại dịch Covid gây ra, cũng như trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng vọt do cuộc khủng xung đột tại Ukraine. Kể từ năm 2020, tài sản của các tỷ phú tăng thêm 2,7 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày, trong khi lạm phát vượt xa tiền lương của ít nhất 1,7 tỷ người lao động trên toàn thế giới. Trước thực tế này, Oxfam cũng kêu gọi đánh thuế theo các mức phù hợp để dần phân phối lại tài sản và giảm tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng. Quận Hà Chata ở Mỹ hiện nay đang giáo diết chuẩn bị cho địa điểm xây dựng nhà máy xe hơi VinFast các lãnh đạo của quận hạt Chattam, thuộc về tiểu bang North Carolina đang lập kế hoạch cho những thay đổi mà nhà máy xe hơi VinFast dự kiến sẽ mang lại cho vùng nông thôn phía đông nam của quận hạt này. Công ty xe điện VinFast trước đó tuyên bố là họ sẽ thuê mướn đến hàng ngàn công nhân để bắt đầu sản xuất những chiếc SUV điện ở trong cộng đồng nhỏ ở Moncourt vào khoảng năm 2025. Công ty của Việt Nam này sẽ nhận được sự trợ giúp từ chính quyền tiểu bang và địa phương trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim tin cho hay các chủ sở hữu bất động sản ở gần khu vực này đã bắt đầu tìm kiếm quy hoạch mới để đón đầu sự phát triển xung quanh nhà máy VinFast. Trước đó vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái, khi VinFast và chính quyền của tiểu bang North Carolina ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy ở tại Mỹ. Tổng thống Biden sau đó đã ngỏ lời chúc mừng ở trên Twitter và nói rằng đây là một ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ hiện nay. Theo kế hoạch, VinFast sẽ đầu tư 4 tỷ Mỹ Kim vào nhà máy ở quận Hà tham nơi sẽ sản xuất xe buýt điện, SUV điện và pin xe điện. Họ hy vọng sẽ thuê 7.500 công nhân và sản xuất 150.000 xe mỗi năm. Và đó là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu.